Hello anh em nhá. Bây giờ em xin phép em tổng kết nhanh. Tổng kết nhanh 300 bao nhiêu con ta? 300 bao nhiêu con đây? Giờ em cứ chạy về vất cái bao lì xì. 364 con. 364 con triệu hoán phù thì sẽ được những gì? Thì em thu về trước mắt anh em nhìn thấy đây là được 4 bộ sách. 4 bộ sách thì nó rơi vào khoảng 500 xu 2 kim. Thu về 2 kim. 5 viên thủy tinh 53 15 cộng 1K5. 9 viên 94 9437 cộng 3K7. 3K7 vào phôi. 3K7 vào phôi đúng không? Đúng rồi, 3K7. Và đặc biệt là cái nhẫn này. Mà bây giờ cái nhẫn này em cũng không biết định giá là bao tiền. Em không biết cái nhẫn này định giá bao tiền. Mà cái nhẫn đẹp như này thì bao tiền ta? Cái nhẫn này thì bán được bao tiền ta? Cái nhẫn này anh em theo anh em là được bán được tầm bao tiền? Thôi mình cứ chốt nó là cái giá một củ đi. Cứ chốt nó là một củ đi. Thế thì là coi như là mình thu về đây là lệnh bài thì mình lại đách mất tiền. Lệnh bài thì em lại đi hoạt động với cả em đăng ký rèn luyện sư nó ra. Lên cũng đách mất tiền. Thế tính ra là được đánh đấy thì thu về được 4 kim, 5 kim, 7 kim. 7 kim thì cứ tính tiền lệnh bài là 400 đi là 600, vẫn lãi 1 kim, 1 kim với cả cái nhẫn. 1 kim với cái nhẫn. Thế là ok quá rồi đúng không anh em? 1 kim với cái nhẫn mộc này thì quá ok rồi. 1 kim với cái nhẫn mộc này thì em thấy quá binh rồi. Vâng, em xin phép em dừng video clip ở đây nhá. Vì một cái nhẫn quá đẹp. Vì một cái nhẫn quá đẹp. Quá đẹp cho server. Tôi định làm cái gì nhỉ? Cứ ngơ ngơ ở đây này. Rồi thì hút luôn mấy cái viên đá này.